Ok, vậy là xin các bạn chúng ta lại với chúng mình và mình là đồ xe đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt vào server một đồ xe SMB trong Minecraft PC là Minecraft PA luôn nha. Thì vẫn chơi chung được thôi, dù không có wifi. Ok, bạn nào muốn chơi chung với team mình thì có thể vào cái server này nhé. Ok, đầu tiên thì nói chung là các bạn vô, các bạn nhập cái server này cho mình. Đấy. Mình để tên server dễ thôi để vô các bạn dễ nhớ chứ. Không, mình để nguyên cái chữ dài chậm. Ok. Rồi nói chung là nó cứ đơn giản như thôi, các bạn chỉ cần nhớ. Một cái bi mình sẽ để trong phần mô tả nha, các bạn chỉ cần copy thôi. Hay copy điện thoại đi không được nhá. Hoặc là mình không biết nói chung là đấy, các bạn nhập Minecraft. Đây, rồi bây giờ mình sẽ let's go, các bạn bây giờ mình sẽ chờ chạy hết cái thanh này nhé. Ok, rồi. Nếu các bạn muốn vào server của tụi mình thì các bạn cần vào Minecraft nha. Nếu mà các bạn chơi Minecraft PE thì các bạn phải vào được bản 1.19 à không, 1.19 nha, mà các bạn vào bản 1.17.41 mới chơi được chung được nha. Nếu các bạn không chơi bản đó thì sẽ không chơi được đâu. Thật đấy, chứ đùa đâu. Rồi ok, nói chung là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vào server nha. Server bây giờ mình sẽ review server các bạn luôn. Yeah. Ok, đầu tiên mình sẽ vào trên nó trước nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Nói chung là nó hơi lag tí. Quay khá là lag nên mong là các bạn ủng hộ bên chơi kênh mình lên. Máy sub mình các bạn chứ hiện tại khá là ít sub luôn. Không biết do cái tài ghi chậm của mình hay là gì nữa mà các bạn cứ không la di diêu vậy chơi nghe chợ, không hợp tác vậy chơi, cái là buồn hả. Dù mình đã làm YouTube một năm nhưng chỉ có một ít, chỉ có mình sẽ cho các bạn coi sĩ số của cái kênh của mình, hơi bị buồn luôn các bạn. Đấy, rồi nói chung là bây giờ mình đấy, có anh cái gì cái hồ sơ tuyệt vọng này. Đấy, mình đang lại thôi. Oh shit man. Cái gì đây? Tôi đang chơi với mặt gì? Tao cũng muốn biết mấy mày bắt đầu. Oh shit man. Nói chung là các bạn sẽ xem cái sĩ chó nha. Khá là buồn luôn. Tính thì lúc mình coi thì nó chỉ có 5% các bạn xem video của mình để ấn vào đăng ký thôi. Thế là buồn thật sự luôn ấy. Đấy, ok. Thôi kệ đi. Mấy buồn cái ba đó. Ok, nói chung là các bạn đây, bây giờ mình sẽ đây, hiện sẽ video khá là nhiều quá. Bản quyền này mình không có một cái bản quyền hết nha. Let's go. Đây, số liệu phân tích. Rồi bây giờ mình sẽ xem số liệu phân tích nhé. Để phần cái chức cả mức độ tương tác đối với từng người xem. Đấy, nói chung là thằng K là người coi nhiều nhất. Ok, nói chung là vậy đó. Các bạn nào không biết thằng K là thì cứ vô phần kia rồi biết nha. Mình cũng không có thời gian để mình nói đâu. Đấy, giờ nói chung là mình cứ bắt đầu này. Ok, bắt đầu chạy nhé. Bây giờ mình sẽ chưa vào. Và nãy giờ mình cứ lòng vòng hoài, khá là mất thời gian. Ok. Ok, xong hồi thì máy chủ đã mở. Và cái giờ mở server mình sẽ đến dưới phần mô tả nha. Bạn nào muốn chơi chung tụi mình có thể vào server. Đấy. Nói chung là lúc mình quay server thì mình sẽ live stream. Ok, mình sẽ live stream nhé. Ok, nói chung là sẽ live stream. Hoặc là nếu mà các bạn nói chung là mình sẽ cố gắng live stream nhé. Mà mình cũng chưa biết live stream là cái gì. Ok, mình sẽ live stream khi chơi Minecraft server này nhé. Ok, let's go. Chúng ta sẽ ok, bây giờ mình sẽ chỉnh vào tiếng Việt Telet nha, chứ khá là
mà luôn đây. Ok chấm enter nhé. Note này các bạn thêm chữ nói, mình ghi chậm thôi để cho các bạn dễ nhìn. Đấy các bạn ghi cái server cho mình nhé, các bạn copy rồi các bạn dễ gì. Đấy, máy tính không dán được thôi. Đấy, nói các bạn vào Minecraft nhé. Ok, đây hiện tại thế giới. Ok, đây là cái server mình đã chơi. Ok, nói chung là khá là xịn ha. Đấy, khi nào mình chơi thì mình sẽ quay với các bạn nha. Đấy, những cái máy phàm thuốc rồi. Nói chung là mình chơi không phải 6 thì mình không có quay video cho các bạn. Đấy, lúc đó thì bạn nào chơi thì chơi nhá. Mình các bạn muốn quay video thì các bạn quay chứ. Cảm thấy mình cảm thấy như là quay video cho máy tính thôi là lát nên mình sẽ không quay cho máy tính. Tôi nghĩ mình nghĩ là như vậy. Đấy. Đây đổ mà nhá, không chết luôn các bạn, không chết nhá. Này là mình không chết, mình chỉ lấy miếng kinh nghiệm thôi. Còn nhiêu đây là mình tự lập bóng sinh hết. Đó. Thế là mệt luôn. Thế là mệt tới tụi mình xây xong căn nhà này mà không chết. Đấy. Nói chung là không chết luôn. Nói chung là bạn nào muốn chơi cho mình nè, chung với mình trên điện thoại thì cũng được nhá. Nếu mà mình chơi server này trên điện thoại thì có thể mình quay cho các bạn được, bởi vì trên điện thoại quay không lag, quay trên máy tính rất lag, bạn nào thử thì rồi biết. Đấy. Nói chung là quay trên máy tính cực kỳ là lag luôn. Đấy, nói chung là quay khá là lag nên không muốn quay và server này kiểu như MetaMB gì thôi. Chỉ sinh tồn như sinh tồn. Đó. Thì các bạn luôn máy mình quay mượt phải liền nhưng mà bắt đầu vô cái server nó lag banh máy. Và mình có xài thêm một cái phần mềm fix lag là cái phần mềm để cho fuck the fucking man xí. What the hell? Đùa. Nhơn à. Hai cái con này. Vãi nồi luôn ấy. Oh shit man. Fuck my shit. What the hell? Hay là mình sẽ nhờ với số VN quay giùm nha. Cho tại vì nó chơi bên điện thoại. Thẳng đây chứng cho các bạn là tụi mình có thể chơi trên điện thoại trên máy tính này. Các bạn có thể nhìn kỹ nha, bạn nào muốn chơi server gì đừng quên comment bên dưới và mình sẽ cố gắng làm cái server ở cái mod đó. Ok. Đây, Minecraft PC đang quay như các bạn đây. Minecraft 1.18 và cái hình thì Minecraft PE không có. Này chứng minh luôn rồi. Đấy. Đấy. Không phải PE nhá, PC ấy. Đấy, nói chung là đấy mình có làm một cái máy phanh thuốc. Ôi. Nhưng mà nó chưa có thuốc và khá là bừa bởi vì chết mẹ còn 5 viên. Ok và nói chung mình chỉ hướng dẫn các bạn vào server thôi. Không có sinh tồn hết, sinh tồn tính sau. Đây là đồ của thằng bé sói nha, đây đồ của thằng sói này còn biến. Mong là nó đừng có coi đi video này nhé. Okay. Hoặc là được phải đồ của nó. Cái đây là gì ta? Thôi con thằng đấy có tận rừng tính. Nguyên team mình sẽ team được chơi nhé. Anh bi rồi bé sói, thằng sói rồi xong hd rồi cu dép đồ đều có chơi cái server này nhé. Đấy các mình có thể chơi server này và trò chuyện với tụi mình. Bởi vì chơi cái là cô đơn bởi vì toàn những người người quen thôi các bạn. Đấy, không có người ngoài nên là khá là buồn. Rồi nói chung là rất buồn. Nên các bạn hãy vào chơi chung với mình cho mình đỡ buồn nha. Xin cảm ơn nhiều. Bây giờ của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Giờ yêu các bạn. Bye bye. Bye bye.